Phút ha. Mình sẽ ngồi thẳng lưng lên, không tựa vào lưng ghế nha. Và để hai lòng bàn chân trọn vẹn trên mặt đất. Hai cẳng chân mình khép gần lại với nhau một chút. Và lòng bàn tay này đặt lên trên lòng bàn tay kia và hạ xuống với bắp chân. Giữ chiếc cầm vừa phải, đừng có cúi xuống, sẽ dễ bị buồn ngủ. Từ từ khép mắt lại. Ý thức là tôi đang ngồi rất là yên, không còn chạy ngược chạy xuôi nữa. Tôi đang trở về với chính tôi trong giây phút này. Thả lỏng hết toàn thân. Thả lỏng đôi mắt đang khép nhẹ. Cảm nhận rõ rệt tiến trình thư giãn ấy. Nở nụ cười hàm tiếu, cười nhẹ, và cảm nhận đôi môi của mình đang cằn nhẹ. Giữ nguyên sự cảm nhận ấy, chú ý thả lỏng và cảm nhận. Cảm nhận các cơ bắp trên gương mặt cũng đang được thư giãn. Đôi bờ vai đang được thả lỏng. Cảm nhận toàn bộ cánh tay, các ngón tay cũng đang được thả lỏng, an tịnh. Chú ý thả lỏng, cảm nhận. Giữ cột sống thẳng đứng để thể hiện sự vững chãi, tinh tấn nhưng vẫn thả lỏng. Cảm nhận cẳng chân, bắp chân, lòng bàn chân của mình cũng đang được thả lỏng. Lòng bàn chân của mình đang tiếp xúc trọn vẹn với mặt đất. Đây là thế ngồi vững chãi, mặc cho những biến động xung quanh xảy ra, mình vẫn ngồi yên bất động, không chạy theo, không đáp trả, không tìm đúng sai nữa. Chỉ có giây phút ngồi yên mới tìm ra sự thật. Cũng không suy nghĩ nữa, dừng lại, đưa tâm trở về với thân. Thân với tâm bây giờ là một. Thân ở đây
tâm cũng ở đây, bằng cách là tiếp tục chú ý vào thân. Ngoài các bộ phận thô phụ trên cơ thể, chúng ta có thể chọn một đối tượng sâu sắc hơn, vừa thuộc về thân và vừa chạm một phần vào tâm, đó là hơi thở. Hãy cảm nhận sự phồng lên tự nhiên của bụng, sự xẹp xuống của bụng, tức là chúng ta không tạo ra hơi thở, không nhúng mũi can thiệp vào hơi thở. Hãy để nó vận hành tự nhiên, hãy để nó vận hành tự nhiên. Chúng ta chỉ đứng đó, chú ý nhận biết hơi thở đi vào, ghi nhận đó là hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, nhận biết đó là hơi thở đi ra. Vào, biết đó là hơi thở vào. Ra, biết đó là hơi thở ra. Giữ tâm liên tục, liên tục, liên tục hết mức có thể trong sự thư giãn, để theo dõi tiến trình vào và ra của từng hơi thở. Mỗi khi có cơn cảm xúc, hãy nhớ quay về để xử lý cơn cảm xúc của mình, thay vì rượt đuổi theo người kia để tìm sự đúng sai để đáp trả. Tại vì phiền não là ở trong lòng, không thể giải quyết cái bên ngoài mà thiền phiền não lắng dịu được. Chỉ có quay trở về, có mặt, tỉnh thức, nhận biết, tìm hiểu, chấp nhận, ôm ấp, quan tâm chính những phiền não của mình, thì nó sẽ yếu dần và tan biến đi. Trong giây phút này, ta không phải là một kẻ phiền não. Trong giây phút này, ta không phải là một kẻ đau khổ. Ta đang tỉnh tại, an nhiên. Thở vào, biết rất rõ đây là hơi thở vào. Thở ra, biết rất rõ đây là hơi thở ra. Biết, biết và biết. Ghi nhận và ghi nhận. Đừng để tâm phóng đi, đừng bỏ rơi tâm mình. Hãy giữ nó liên tục trên đề mục là hơi thở. Vào, bụng phồng lên. Ra, bụng xẹp xuống. Phòng xẹp hết sức tự nhiên, không can thiệp. Tức là chúng ta vẫn ngồi yên như bình thường và chú ý thôi. Rồi ghi nhận. Hơi thở vào nè. Hơi thở ra nè. Kiểm tra xem mình có đang thư giãn không? Có thư giãn một cách thật sự không?
Thỉnh thoảng tâm mình bị phân tán, chạy theo các âm thanh xung quanh hay là các hình ảnh trong đời sống, thì mình nhớ cố gắng nhắm mắt lại dù chỉ là một phút để đưa tâm trở về. Khi tâm trở về thì tâm rất là quân bình, mạnh mẽ và sáng suốt. Tâm phóng đi, tâm lang thang thì dễ kích động phiền não. Và trong giây phút này, nếu tâm mình bị cuốn theo các tiếng động xung quanh hay là bị phiền não cuốn đi, thì chúng ta hãy đưa tâm trở về một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng. Thở vào, thở ra, vào và ra. Xin cảm ơn đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2019. Chúng ta đang có mặt tại Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, tại vì chúng ta đang ngồi chung với 500 anh em của miền Tây sông nước, và chắc chắn là có nhiều vị từ tỉnh khác, từ thành phố Sài Gòn, từ Hà Nội bay về đây. Và đối với tôi, hôm nay là một ngày thật sự là đặc biệt. Sau gần 2 năm, lại được trở về Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Và sáng ngày hôm nay chúng tôi được ban tổ chức đặc biệt ưu đãi đưa đi Cồn Sơn để được đi cầu khỉ, hái vú sữa, ăn bánh khọt và hát dân ca miền Tây. Và chúng tôi rất là hạnh phúc trong những giây phút đó. Và vì rất là hạnh phúc cho nên biết rằng hôm nay mình sẽ nói một bài pháp thoại rất là đặc biệt. Tại vì đây là một đề tài cũng rất là đặc biệt, khơi dậy tình yêu thương chân thực. Tôi là người miền Tây, trai miền Tây, dân Tiền Giang, lớn lên cùng với gạo trắng nước trong, cho nên là cũng có được chất hiền hậu, thật thà, chân chất. Và dù sau này lên thành phố lớn, rồi đi ra nước ngoài, tha phương, học hỏi rất là nhiều thứ trên đời, rồi đặc biệt là bước vào con đường tu luyện, tiếp xúc với những giáo lý cao siêu, trải qua những cái môi trường đào luyện khắc nghiệt, trở thành người có chút ít sự thành công, hơi hơi nổi tiếng. Nhưng mà khi trở về với miền Tây, trở về với quê hương, với nơi mình chôn nhau cắt rốn, nơi đã mình đã từng được nuôi dưỡng bởi những hàng cao, những bờ chuối chín, những lũy tre làng, những con đò, những câu hát à ơi. Và cho dù bây giờ trở thành một tu sĩ, một người dạy về thiền, dạy tư tưởng Phật giáo,
một người trị liệu về tâm lý, thì tôi vẫn thấy mình là đứa con của quê hương, là đứa con của miền Tây. Cho nên khi gặp các cô chú lớn tuổi, mình vẫn xem như là cha mẹ của mình, hay là lớn tuổi hơn như là ông bà của mình, rất là thân thương, rất là gần gũi. Và tôi nghĩ rằng không chỉ có Phật giáo mới nuôi lớn tôi như bây giờ, mà cả quê hương, miền sông nước, gạo trắng nước trong đã nuôi dưỡng mình. Và tôi cảm thấy rất là tự hào vì mình là trai miền Tây, là đứa con của miền Tây. Hồi tôi học lớp 7, tôi có làm một bài thơ ca tụng cái hạnh phúc đầm ấm của những người thân trong gia đình. Bài thơ Bữa Cơm Đậm Tình có những câu mở đầu như là: chiều nay cơm dọn ra sân, trải manh chiếu rách ngồi gần với nhau. Và còn nhiều câu nữa để từ từ chia sẻ sau, mình phải giấu lại. Và bốn câu cuối đối với tôi rất là đặc biệt. Kể cả sau này mình làm nhiều loại thơ khác nhau, mình có những cuốn sách nổi tiếng, mình tiếp xúc với những giáo lý cao siêu, nhưng mà bốn câu thơ này là hành trang trong cuộc đời của mình. Đó là: sau khi cả nhà ra ngoài sân, có cha, có mẹ, anh chị em quây quần dưới ánh trăng dùng bữa cơm tối với những cái món ăn rất là thanh đạm. Cha có nhâm nhi chút rượu, rồi mẹ thì nướng khô mực cho cha. Rồi sau khi ăn xong thì một cái tiết mục không thể thiếu, đó là cả nhà trải chiếu ra nằm ngắm trăng sao, nghe cha kể chuyện Đông Chu Liệt Quốc, chuyện Võ Tòng, chuyện Tề Thiên Đại Thánh, chuyện Tôn Tẩn Bàn Quyên, đủ thứ chuyện để nung cái khí chất anh hùng. Và bốn câu cuối đó là: cả nhà nằm ngắm trăng sao, tìm đâu ra nữa chốn nào vui hơn, bữa cơm đầm ấm thân thương, ai đi xa nhớ hồi hương trở về. Và bây giờ đã trở về, lần này là trở về luôn á, mấy lần trước còn nhấp nhử. Và chắc là người nào mà rời xa quê hương đủ lâu á thì mới thật sự thấy nhớ, thấy thương, thấy trân quý quê hương của mình. Và mình càng tiếp xúc với những nền văn minh lớn, nền công nghệ hiện đại, tiếp xúc với bao nhiêu thứ tối tân trên đời, mà nếu mình có quan sát, có nhận biết, có hiểu biết, thì mình càng yêu cái nơi chân chất, thật thà, bình dị. Và từ hồi nhỏ, chắc là ở khoảng lớp 5, lớp 6, lớp 7, thì tôi nhận xét mình là một cậu bé rất là nhạy cảm, rất là hay quan tâm cái cảm xúc của người khác. Mỗi khi mẹ mình buồn, mỗi khi mẹ vui, mỗi khi anh chị em bất hòa, mỗi khi anh chị em hạnh phúc, rồi mình quan sát cảm xúc của những người hàng xóm rất là thân, chạy qua chạy lại như là người trong họ. Tại sao người đó, hai người đó họ làm khổ nhau? Tại sao họ đã từng rất là thương nhau rồi họ lại làm khổ nhau, rồi lại chia tay nhau? Và tôi bắt đầu đặt nhiều cái nghi vấn về tình cảm lứa đôi. Và ngay trong căn nhà của mình cũng có những câu chuyện thật là buồn. Và năm lớp 10, tôi có làm một bài thơ. Bữa nay là bữa khoe thơ.
ghi xuống những cái thắc mắc ở trong lòng của mình về liên hệ tình cảm lứa đôi. Lúc đó lớp 10 là chưa có biết yêu đương gì đâu, còn trong trắng thật thà. Nó bắt đầu từ những câu hò buồn thối ruột của một chị hàng xóm. Âu ơ dí dầu tình bầu muôn thôi, bầu gieo tiếng dữ. Âu ơ bầu gieo tiếng dữ, cho rồi bầu ra. Hay không? Hay nhưng mà buồn thối ruột. Và tôi có biết câu chuyện của chị, nhưng mà hỏi chị không có trả lời. Và tôi có hỏi mẹ và bài thơ sau đây. Bài này dài quá cho nên không có chắc là thuộc hết lời. Tình bậu muốn thôi. Bậu tức là người mình thương yêu ấy. Người đó có thể là người đàn ông hay là người phụ nữ. Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ, cho rồi bậu ra. Mẹ ơi, bậu có thương ta, bậu thương bậu mới theo ta về nhà. Bậu thương bậu chẳng nói ra, nhiều khi chẳng biết đâu là bậu thương. Ta thương bậu rất tỏ tường, bao nhiêu tốt đẹp ta nhường bậu luôn. Thuyền tình lạc chốn mù sương, không ai nhìn thấy con đường tương lai. Không ai nhìn thấy mặt ai, không ai biết được lòng ai nghĩ gì. Rồi thì bậu quyết ra đi, rắp tâm thì biết nói gì nữa đây. Nhưng sao bậu nở ra tay, đổ thừa cũng bởi tại ai bội tình. Hết thương thì bậu cứ vì mình, lòng nào bậu nở đoạn tình đớn đau. Mẹ ơi, khi đã thương nhau, làm sao biết được chừng nào đổi thay. Ví dầu đừng lỡ thương ai, ví dầu đừng lỡ thương ai, thì đâu ai có bỏ ai trong đời. Đây cũng là một cách giải thích khéo léo với những cái thắc mắc của quý vị là tại sao sư Minh Niệm là thầy tu mà biết nhiều về tình yêu. Từ hồi nhỏ đã bắt đầu quan sát và thắc mắc. Thật ra có nhiều đề tài lắm, và tình yêu là một trong những thứ mà mình rất là muốn được biết sự thật nó là gì. Khi mà hai người đến với nhau, có thể vì nhiều cái lý do hấp dẫn nhau, thương mến nhau vì sắc đẹp, vì tài năng, vì sự hiểu biết, thông minh, về những đức tính tốt, và vì những cái đồng điệu nào đó trong nhận thức, trong sở thích, để rồi đến với nhau. Có thương thì mới theo nhau về nhà chứ. Bậu thương bậu mới theo ta về nhà, tức là có thương. Nhưng mà bậu, tức là cái người mình thương á, có nhiều khi mình cũng nghi ngờ, không biết họ có thương thật mình không. Hoặc là trước đây họ có thương mình, nhưng mà bây giờ họ còn thương mình nữa không. Hoặc là họ đã từng thương mình rất là nhiều,
bây giờ còn nhiều như vậy hay là đã vơi đi rồi? Tại vì mình thấy bậu không có vẻ gì quan tâm thương mình cả. Bậu thương mà bậu chẳng nói ra, chẳng nói chẳng rằng, mà nhiều khi cũng chẳng có biểu hiện gì cả. Bậu im lìm, không biết bậu có suy nghĩ gì. Mình rất là hoang mang. Nhiều khi chẳng biết đâu là bậu thương, còn ta thương bậu rất là tỏ tường. Bao nhiêu tốt đẹp ta nhường cho bậu luôn. Cái này các bạn trẻ gọi là yêu hết mình, dâng hết, cống hiến hết, với một cái niềm tin chắc mẻm là càng thương người ấy nhiều thì người ấy sẽ càng thương mình nhiều. Nhưng mà kết quả gặt hái đó là càng thương bậu thì bậu càng bớt thương mình. Tại sao kỳ vậy bậu? Sao bậu cà chớn dữ vậy bậu? Hồi đó bậu rất là hạnh phúc, rất là tự hào vì tôi đã thương bậu hết lòng hết dạ. Bậu đem khoe với bạn bè, với dòng họ, và ngày nào mà không gặp mặt nhau là chịu không nổi. Còn bậu ơi, tại sao bây giờ nhìn mặt nhau hoài chịu không nổi? Ngày xưa đó, muốn có bậu, bậu muốn có mình, bậu tìm mọi cách vượt qua mọi rào cản, trở ngại để bậu có được mình. Mà tại sao bây giờ bậu cứ chạy trốn mình hoài vậy? Bậu ngán gặp mình dữ vậy? Mà mình không hiểu trong lòng bậu nghĩ gì. Thuyền tình lạc chốn mù sương, con thuyền nó đâm vào màn sương mù, không thấy gì hết, không thấy hướng đi, không thấy lối ra, hoang mang, chới với, biết gọi ai bây giờ? Ai sẽ cầu cứu cho mình? Ai sẽ cứu vớt cho mình? Thuyền tình lạc chốn mù sương, không ai nhìn thấy con đường tương lai, không ai nhìn thấy mặt ai. Tại sao lại không nhìn thấy? Dù là chung đụng với nhau mỗi ngày, nhưng mà tại vì nhìn nhưng mà không thấy. Tại vì trong lòng có chất chứa nhiều muộn phiền, nhiều thành kiến, nhiều nghi toan, cho nên không còn thấy người kia dễ thương nữa. Không nhìn thấy người kia là con người năm xưa mình đã từng biết. Không nhìn thấy những nỗi khổ niềm đau, những khó khăn của người ấy. Và cũng không tìm thấy những giá trị tốt lành trong lòng người ấy. Có khi mình thấy bậu là một con quỷ dữ, bậu là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là không ai nhìn thấy mặt ai, mà thậm chí còn không muốn nhìn, thì làm sao mà thấy được? Liếc liếc thôi. Không ai nhìn thấy mặt ai, không ai biết được lòng ai nghĩ gì. Mới có lớp 10 mà. Rồi thì bậu quyết ra đi. Rắp tâm thì biết nói gì nữa đây? Rắp tâm là đã chuẩn bị sẵn rồi, chuẩn bị từ lâu rồi, mấy năm trước không chừng. Tại sao bậu không nói cho mình biết để mình cũng chuẩn bị, ít nhất là chuẩn bị đối phó? Sao bỗng dưng một ngày đẹp trời bậu nói bậu hết thương mình, bậu muốn mình thả cuộc đời của bậu ra? Mà đau đớn nghiệt ngã thay là từ ngày bậu bước vào trong cuộc đời mình thì mình thuộc về bậu mất rồi. Mình lao theo bậu, tìm mọi cách để phục vụ bậu, để bậu thương mình hơn, để cho mình có hạnh phúc trong cái liên hệ lứa đôi. Mà bây giờ 5 năm, 10 năm bậu nói tiếng tỉnh bơ, hết thương rồi, chia tay nhé, thì làm sao chịu nói? Tại vì bậu đã dắt mình tới đây rồi. 5 năm, 10 năm mình đã bớt thương cha, thương mẹ để thương bậu.
5 năm, 10 năm mình bỏ rơi bạn bè để chỉ vì mẫu. 5 năm, 10 năm mình làm như điên để nuôi bầu, tìm hết mọi phương cách để có bầu. Giờ bầu buông câu tỉnh bơ, hết thương rồi, chia tay nhé. Hỏi lý do tại sao? Không biết. Chịu nổi không? Mà bây giờ mới phát hiện ra là cái này nó không phải mới xảy ra đâu, nó xảy ra lâu rồi. Chẳng biết từ lúc nào hai bên đã có khoảng cách, hai bên đã có sự nghi ngại, có sự phòng thủ lẫn nhau. Người này canh me người kia nói gì, nghĩ gì. Người này canh me người nọ đã toan tính gì. Bây giờ mới phát hiện rằng cuộc chia tay này đã chuẩn bị trước rất lâu. Như là bầu đã bớt thương mình, và thậm chí hết thương mình từ rất lâu, mà mình hết sức là ngây ngô, không phát hiện ra được. Mình vẫn hết lòng hết dạ với bầu, mình vẫn tiếp tục rong ruổi cuộc hành trình bỏ rơi cả chính mình để có được bầu. Mà bầu chơi kỳ vậy bầu. Sao bầu nỡ lòng nào rứt áo ra đi, bỏ mình ở lại với ai đây? Nếu mà bầu đi thì bầu làm ơn trả về, trả mình lại với 10 năm trước được không bầu? Bầu trả mình trở lại 5 năm trước được không bầu? Lúc mà bầu chưa cưới mình, mình là một cô bé rất là ngọt ngào, dễ thương. Mình là một chàng trai sống có tình, có nghĩa. Mình là một thanh niên sống có lý tưởng, có hoài bão. Mà vì tình yêu, mình đã hy sinh. Vì bầu hay là vì mình cũng chưa biết, mà mình đã mất đi rất nhiều giá trị. Đó là chưa kể tiền bạc, tài sản, thời gian, tâm huyết, công sức. Mà bây giờ bầu nói một tiếng là bầu muốn đi là bầu đi, thì bầu có ác lắm không? Nhưng cái vấn đề nó còn nằm ở cái chỗ, thôi thì bầu rắp tâm bầu ra đi thì bầu cứ ra đi đi. Nhưng mà bầu làm ơn nói một tiếng quân tử là bầu hết thương mình đi, thì bầu lại không như vậy. Bầu chờ cho mình phạm lỗi, cho mình mắc phạm sai lầm. Bầu chờ một ngày đẹp trời, mình làm một cái điều gì đó không dễ thương, để bầu đổ thừa tại vì vậy mà bầu đi. Ví dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bộ đi. Ít khi nào mà một người chia tay một người mà nói rằng tại tôi không tử tế, cho nên người ấy đã bỏ tôi, hay là tôi không thể tiếp tục với người ấy nữa. Tất cả chúng ta, những người bước vào liên hệ tình cảm và đi tới cái sự chấm dứt, hay là khi mình rời một cái người nào, thì mình đều đổ thừa tại người đó. Tại người đó thế này, tại người đó thế kia, cho nên là mình mới bỏ họ. Ít ai lắm, ít ai đủ mạnh mẽ, đủ quân tử, đủ trượng phu, đủ anh hùng để nói rằng tôi có lỗi, cho nên tôi xin được dừng lại. Tôi biết rằng là cái sự ra đi này là cái quyết định của tôi. Bầu không, bạn không có lỗi gì cả. Thì ở đây bầu rất là độc đáo, bầu chờ. Nhưng sao bầu nở ra tay, đổ thừa cũng bởi tại ai mọi tình. Chắc là thấy một tin nhắn của một bạn đồng nghiệp nào đó, hết thương thì bầu cứ vì mình, lòng nào bầu nở đoạn tình đớn đau. Ngày xưa bảo vệ nhau từng chút, chăm chút nhau từng chút, bây giờ mặt còn không thèm nhìn, và buông ra những câu như là hai kẻ thù, để rồi cái hành động đau đớn cuối cùng bầu tặng cho mình một nhát dao. Bầu nói tại mình tệ hại, tại mình đáng ghét, tại mình xấu xa, cho nên bầu phải ra đi. Mẹ ơi, khi đã thương nhau làm sao biết được chừng nào đổi thay.
Cậu bé lớp 10 cũng rất là hoang mang, không biết tới phiên mình rồi có thoát khỏi bi kịch này hay không. Rất là ngạc nhiên, tại vì mình đã từng chứng kiến anh chị đã từng cưới nhau, hẹn hò nhau nhờ mình đưa thư giùm, và mình đã có đọc lén những lá thư đó. Nó mùi mẫn, nó hay ho, và mình đã thần tượng tình yêu. Để rồi bây giờ cũng anh chị đó, họ chửi nhau, họ hạ nhục nhau, họ đánh nhau, họ làm tổn thương nhau, rồi họ bỏ mặc nhau. Cái người ra đi không biết có tìm được hạnh phúc hay không, nhưng mà chắc họ cũng không có bình an gì. Tại vì họ đã làm một cái việc cực kỳ không dễ thương, nếu không muốn nói là tội lỗi, bỏ rơi một tâm hồn không biết sẽ đi về đâu, chừng nào mới hồi phục. Chúng ta biết rằng mỗi ngày trên thế giới có rất nhiều người tự tử. Vì những cơn bệnh tâm lý như là trầm cảm, mà phần lớn những nguyên nhân đưa tới trầm cảm là vì tình cảm. Những cuộc chia lìa đổ vỡ đã kết liễu rất nhiều sinh mạng con người. Cho nên Đức Phật mới nói ái biệt ly, yêu thương mà phải chia lìa là một trong những cái nỗi khổ lớn nhất của nhân sinh. Mà nếu con người không có thuốc giải thì con người sẽ tiếp tục khổ đau vì tình cảm, lao vào tình yêu mà không có thuốc giải. Thuốc giải độc á, tình yêu nó cũng có độc tố, thì sẽ chết dài dài, sẽ khổ dài dài. Và lúc đó tôi cũng không biết làm sao để mà giúp đỡ chị, chỉ biết là có mặt ở đó để chị nhờ làm vài việc gì đó. Mỗi khi chị khóc thì mình sẽ hát một vài bài cho chị vui, và nghe những cái đớn đau, nghe những cái tức tưởi trong lòng của chị. Và tôi cũng bắt đầu ghét anh, trở thành đồng minh của chị để ghét anh, ghét sự phản bội. Và câu chuyện đó nó cũng xảy ra trên cái gia đình của mình, trong cái gia đình của mình. Và tôi luôn đứng về phe của những người yếu đuối, của những người bị bỏ rơi, để chống lại, để đáp trả, để hằn học, để oán trách những kẻ bội phải. Nhưng mà mình không có hiểu, ở cái tuổi đó 15, 16 tuổi không có hiểu hết vấn đề của con người. Tại sao người ta lại thương nhau rồi lại bỏ nhau? Không có lý giải được. Có một cái gì đó nó rất là không bình thường, là làm sao biết được chừng nào đổi thay. Nếu mà mình chưa biết được thì làm sao mình dám lao vào. 10 năm hắn chưa bỏ thì 11 năm hắn sẽ bỏ, ai biết được. Những năm đầu thật là tuyệt vời, là thiên đường, và những năm sau thì địa ngục đọa đày. Mà mình thấy nhan nhản xung quanh mình có rất nhiều cặp, và gần như là ai cũng khó mà thoát ra khỏi cái bi kịch đó, cái nỗi khổ nhân sinh đó. Mẹ ơi, khi đã thương nhau làm sao biết được chừng nào đổi thay, ví dầu đừng lỡ thương ai. Nếu mà bây giờ tôi có làm cái bài thơ này hay là có điều chỉnh lại đó, thì tôi sẽ sửa là ví dầu đừng có thương ai, không có lỡ luôn nữa, quyết định luôn không. Còn cái chữ lỡ này là còn nguy hiểm quá. Là mẹ ơi, con có thể thương hoặc là con có thể sẽ giữ được lòng, khó kiềm chế lắm nha. Chiến thắng chính mình là khó nhất. Coi vậy chứ ngã ngựa bất cứ lúc nào. Nếu mà không có nội lực vững mạnh, không có một cái sự hiểu biết lớn, bây giờ là hết sợ rồi. Nhưng mà vẫn phòng ngự, vẫn quan sát tin tưởng chính mình, thì
Ví dụ đừng lỡ thương ai. Thương nhiều khi mình không có chủ trương trước đâu. Tiếp xúc lâu rồi sinh lòng yêu mến, hồi nào không hay. Rong đóng cọc cầu thấy lâu cũng đẹp. Hồi đó người đó vào trong văn phòng mình nhìn thấy hôi hôi đen đen, nói đăng cọc cằn thô lỗ, mình đã tránh xa rồi mà không ngờ quyết định lấy cái người đó. Chết không? Cho nên ví dụ đừng có cái giây phút yếu mềm ngu si dại dột đó đó, thì đâu có ai, thì đâu ai có bỏ ai trong đời. Âu ơ ví dầu đừng lỡ thương ai. À, thì đâu ai có bỏ ai trong đời. Thì cái hồi 14, 15, 16 tuổi tôi chỉ có biết được tới đó thôi. Không có bài thuốc giải. Cho nên là mình chỉ nghĩ là thôi đừng có thương là không có khổ. Nhưng mà sau này lớn lên, đi đây đi đó, quan sát nhiều hơn, thấy được nhiều hơn. Đặc biệt là làm công việc tư vấn về tâm lý, tôi đã ngồi ít nhất vài chục ngàn cặp từ mười mấy năm qua, tham gia để giúp đỡ những cuộc hôn nhân rạn nứt trên bờ vực thẳm. Thì có cặp cứu được, có cặp không cứu được. Tại vì sức người thì cũng có hạn, những nhân duyên để mà còn lại với nhau quá ít ỏi hoặc là không còn, thì sự đóng góp của tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Rồi trong quá trình tu luyện có chút ít tuệ giác để có thể nhìn sâu nhiều lớp, có thể thấy được phần nào bản chất của vấn đề, thì tôi lại có niềm tin vào tình yêu hay là tình thương. Có cái gọi là true love, tình thương đích thực trong đời. Tôi đã thấy, tôi đã chứng kiến có những người họ thương nhau thật sự, thương nhau không làm khổ nhau hoặc là rất ít khi làm khổ nhau, thương nhau mà đem tới nhiều giá trị cho nhau. Bây giờ kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Hãy Yêu Nhau Đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thank you.
và ca sĩ. Đức Phật cũng thừa nhận có cái thứ tình thương chân thật trên đời. Và con người nếu có luyện tập, nếu có trau dồi bản thân, thì con người có thể đạt được điều đó. Chúng ta khác với tất cả những loài động vật khác, không phải chỉ có thỏa mãn việc mưu sinh, bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Chúng ta là một con người, cho nên chúng ta muốn hướng tới những giá trị lớn lao, tốt đẹp và bền vững hơn. Đó là được tự do, được bình an, được hạnh phúc và được yêu thương. Cho nên bắt buộc chúng ta phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, phải vượt qua cái gọi là con đi, để mà được sống với phần gọi là người. Câu hỏi đặt ra là mấy mươi năm qua chúng ta đã làm gì? Chúng ta đi đâu? Chúng ta tìm kiếm những gì để hạ gục cái phần con, để nuôi lớn cái phần người, mà chúng ta dám bước vào khu vườn tình ái, dám mời một người nữa bước vào trong cuộc đời của mình, để rồi người đó làm tan nát cuộc đời của mình, rồi mình cũng làm tan nát trái tim người đó. Không có dìu nhau đi tới, nâng nhau đi lên, mà chỉ có đè bẹp nhau, kéo nhau đi xuống, thì mình có hoài nghi về bản lĩnh và tài năng yêu đương của mình không? Mình có rất nhiều tài, mình thông minh, mình có luôn bằng tiến sĩ, mình kiếm rất nhiều tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là mình giỏi trong việc thương yêu một người nào, mà làm cho người đó có hạnh phúc và mình cũng có hạnh phúc. Đó là một thứ tài năng khác. Mà tài năng này có sẵn trong mỗi người, nó có hạt giống trong mỗi người, và chỉ cần được luyện tập. Mà muốn luyện tập thì phải dành nhiều thời gian để chăm sóc tâm hồn. Mình chưa vượt qua được những yếu kém của bản thân, mình còn đầy rác rến năng lượng tiêu cực trong lòng, mình còn nhiều vấn đề lắm, mà mình dám thương người ta, dám rước người ta vào trong cuộc đời của mình, chỉ vì mình đã có thu nhập cao, chỉ vì mình thấy mình đẹp mã, chỉ vì mình thấy mình có quyền lực, chỉ vì mình thích người đó là mình rước người đó vào trong cuộc đời của mình. Và bất kể mình sẽ làm gì cho cái cuộc tình này, để rồi cả hai đều được bay lên và bay cao. Đức Phật nói một tình thương đích thực nó phải có những cái chất liệu sau đây. Chất liệu đầu tiên gọi là chất liệu metta, lòng từ ái. Thương một người nào, bạn phải nghĩ tới cái chuyện là bạn có một cái gì đó đặc biệt, giá trị để hiến tặng cho người ta không? Chứ không phải thương là đến để rút tỉa, phải không? Thấy đẹp quá, nhào vô thương, ai mà không muốn. Nhưng mà mình có bản lĩnh không? Mình đem một cái người đẹp đó về rồi mình có cái gì để mà đổi lấy không? Một cái người tài năng như vậy, một cái người giỏi giống như vậy thì bạn là ai? Bạn có bản lĩnh gì? Hay là bạn có một cái thứ gì giá trị để một cái người như vậy đó chấp nhận bạn, thương bạn, ở lại với bạn? Tại vì ngoài kia cũng có nhiều đối thủ cạnh tranh đó. Năm nay không có thì năm sau có, thậm chí 10 năm sau vẫn có. Đừng có giỡn mặt, đừng có khinh lờn, đừng tưởng rước về là xong nhé. Cái giấy hôn thú đó không có gì đảm bảo cả, hai đứa con cũng không đảm bảo luôn. Thậm chí là điều bi đát là hai đứa con mới bắt đầu có chuyện, chứ phải chỉ nó có chuyện trước thì đỡ biết mấy. Là tại vì mình đem cái cây tình thương về đó rồi mình bỏ đó cho nó tự sống, chứ mình đâu có chăm sóc đó. Thì hai năm đầu cũng chăm sóc dữ dội lắm, cũng lính quýnh, cũng lắng sóng, cũng lu sơ bu về tình cảm. Nhưng mà hai năm sau là nhợt nhạt dần, rồi thôi anh bắt đầu tập trung vào sự nghiệp, và em bắt đầu tập trung vào chuyên môn của công việc. Rồi thời gian gặp nhau rất là ít,
mà mỗi khi gặp nhau thì ai cũng mệt mỏi rã rời, cạn kiệt năng lượng, rồi chỉ có đòi hỏi nhau thôi, chỉ có ngồi đó để mà đối phó lẫn nhau, canh chừng cái bên kia nói cái gì trái để mình đớp lại. Và cái cây tình thương nó không có được nuôi dưỡng bởi nhiều dưỡng chất. Mình thương một người nào, mình phải nghĩ rằng mình có cái gì để làm cho đời sống người đó tốt đẹp hơn không? Tức là mình phải nghĩ cho người đó nhiều hơn là nghĩ cho mình, thì mới gọi là thương người ta. Chứ không phải là mình đến để mình rút tỉa, để mình lấy về phía mình thì gọi là thương. Tại vì ai cũng có thể làm được điều đó, nhưng mình thì không. Mình rất là đặc biệt, đến để cho đi. Mà cho ở đây đó là phải cho cái thứ người ta cần, cho cái thứ có giá trị để làm cho cái cây tình yêu nó lớn lên. Chứ không phải là mình tuôn tài sản vật chất mình ra mình cho. Nhiều khi mình dư quá thì cái số cho đó đâu có nghĩa lý gì đâu. Cái cho đó nó phải làm cho người kia vui, bình an, hạnh phúc. Và cái chất liệu thứ hai gọi là karuna, tức là tâm bi. Metta là tâm từ, mà karuna là tâm bi, là bạn phải có khả năng sớt chia nỗi khổ với người thương của mình. Chứ không phải là mình chỉ có khả năng chia sẻ niềm vui, rồi khi người đó khổ đau thì biến đi, tự giải quyết lấy, về bên mẹ em ở đi, kêu bà giúp cho, rồi mình thì lao vào công việc, thì mình đâu phải là người thương. Đổi lại mình đi, khi mình đã có người thương rồi mà mình lại có những cái nỗi khổ niềm đau nó đến từ nhiều nguồn khác nhau, thì mình có mong muốn người thương mình ở bên cạnh mình không? Ít nhất là phải có mặt ở bên cạnh, ít nhất là lắng nghe, chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Lắng nghe mà không có phán xét, không có phản ứng, lắng nghe với tất cả cái sự thấu hiểu cảm thông, thì chỉ như vậy là đủ rồi. Có lớn lao gì lắm đâu mà mình nói mình không có thời gian, mình làm không được. Và mình rất là ngán để mà ngồi xuống bên người đó khi người đó có rất nhiều chất độc. Hiến tặng thì dễ hơn là sớt chia nha quý vị. Tại vì khi mình cho quà người đó, mình đem tới những năng lượng lành, an vui, người đó vui, mình cũng vui. Nhưng mà khi người đó khổ, người đó sân si, chất độc đầy mình mà mình vẫn không bỏ mặc, mình chấp nhận đau đớn, thậm chí người đó có thể làm cho những chất độc nó lây nhiễm qua mình, thậm chí người đó cấu cào, vung vẩy rác lên trên người của mình, thậm chí người đó tấn công mình, làm tổn thương mình mà mình vẫn có mặt, mình không có ghét bỏ. Tại vì mình coi cái người con gái này như là em gái của mình vậy, mình coi cái người con trai này như anh trai của mình vậy, thương như là máu thịt của mình, sao mình bỏ được. Mình thương đâu phải đến để như là con bướm, để rồi hút hết mật hoa rồi bỏ đi. Mình đâu phải là cái kẻ nông cạn, ích kỷ như vậy. Thì trong tình thương nó phải có từ tâm, nó phải có bi tâm. Thật câu hỏi đặt ra là mình có cái bản lĩnh đó không? Muốn thương một người nào là phải nghĩ tới chuyện là làm cho người đó bớt khổ khi người đó có khổ. Chứ đừng có mơ mộng như tuổi 18, đôi mươi là bước vào khu vườn tình ái, chỉ có hái, chỉ có hưởng, chỉ có lặt quả thôi. Vào đó phải cống hiến, phải hy sinh, phải chịu đớn đau, phải bỏ cái tôi ngạo mạn điên cuồng của mình đi, để hai cái thể đến với nhau, nhường nhịn qua lại. Trong đó có sớt chia nỗi khổ niềm đau. Có thể người đó hết thương mình, bậu ra đi, không hẳn vì bậu rất tâm phản bội đâu, mà có thể vì mình cho bậu rất nhiều thứ, nhưng mỗi khi bậu khổ thì mình đã không có mặt với bậu. Bậu khổ nhiều khi bậu khổ vì mình, mà mình không giúp bậu lấy những cái hiểu lầm đó ra, mình không giúp bậu để bậu hiểu và chấp nhận được mình, mà mình lại đòi hỏi bậu phải thế này thế kia, mình còn tấn công ngược trở lại bậu, làm cho bậu tổn thương, làm cho bậu mất ăn mất ngủ. Thương mà khổ nhiều quá thì người ta cũng phải xét lại chứ.
hạnh phúc cũng có, nhưng mà khổ đau nhiều quá thì người ta phải cân nhắc chứ. Có khi người ta cần tình thương, nhưng mà cũng có khi, mà là thường khi, người ta cần cái sự tự do hơn. Bậu bỏ mình, nhiều khi bậu cũng thương mình lắm, nhưng mà bậu phải thương cuộc đời của bậu. Bậu phải tìm đường để đi tìm tự do, chứ chắc là vì người thứ ba đâu. Và năm nay trong cái đêm nhạc thiện, tôi chọn đề tài ngày chưa giông bão, được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình. Cũng trên cái đề tài này, chỉ ra cái nguyên nhân đưa tới những cái sự rạn nứt đổ vỡ trong hôn nhân, không hẳn vì người thứ ba xuất hiện, mà vì cả hai bên nhạt nhòa, cả hai bên có quá nhiều vấn đề với nhau không giải quyết được, cả hai bên có quá nhiều năng lượng tiêu cực, bên này tổn thương rồi làm cho bên kia tổn thương, hai tâm hồn tổn thương thì làm sao mà tiếp tục thương nhau nổi được, đâu có ai có thể chịu đựng được ai đâu. Thì nếu mà không vượt qua được thì giải pháp đưa ra dù rất là đau lòng, dù phải tổn thất rất nhiều, dù phải gây dựng lại từ đầu, mà buộc phải quyết định đó là dừng lại, là phải chia tay. Không ai hạnh phúc khi chia tay một người khác cả, dù rằng có người thứ ba xuất hiện, lao theo người thứ ba để quên đi người mình đã từng thương yêu. Nhưng mà những lúc ngồi một mình cũng phải đối diện với cái chuyện mình đã làm tổn thương người khác. Một cuộc hành trình rất dài mà mình chỉ làm khổ người ta thôi, không có mang lại giá trị hạnh phúc nào, thì mình có đáng là một người đàn ông hay là một người có hiểu biết đích thực hay không? Chất liệu thứ ba đó là upekkha, chất liệu của, xin lỗi, chất liệu của mudita, là chất liệu của hỷ, từ bi và hỷ. Hỷ có nghĩa là hoan hỷ, tùy thuận, nâng đỡ, giúp cho người thương mình được bay lên cao. Người đó về tới mình là cuộc đời người đó hoàn toàn thay đổi, từ bình thường trở thành đặc biệt, từ hay trở thành xuất sắc, từ nhiều bi lụy khổ đau trở thành một người có hạnh phúc. Mình đã đầu tư rất nhiều, bỏ rất nhiều công sức để dìu dắt, nâng đỡ người thương của mình. Trong thương yêu, một cái liên hệ thì phải có một bên dẫn dắt, lead một bên. Không nhất thiết phải là người nam mới dẫn dắt người nữ, người nữ vẫn có thể dẫn dắt người nam nếu người nam nhỏ tuổi hơn người nữ. Nếu người nam yếu hơn người nữ về cái mặt lãnh đạo, họ có thể giỏi ở những mặt khác mà không giỏi về lãnh đạo, thì vẫn có thể trao quyền dẫn đường cho người nữ, hoặc là hai bên cùng hợp tác với nhau, nhưng mà quyết định cuối cùng là người nữ chẳng hạn. Chứ hai bên mà chưa có thỏa thuận ai là quyền quyết định chính thì mệt lắm. Và trong cái tính chất của hỷ đó, lúc nào mình cũng nghĩ làm sao để mình làm cho người thương của mình được thỏa mãn những cái nguyện vọng của họ. Cái hỷ nó khác với cái từ. Cái từ là mình đem tới niềm vui mình cho người thương của mình, còn cái hỷ là giúp người thương mình thực hiện những hoài bão, những ước mơ, giúp họ trưởng thành hơn, nở hoa, tỏa sáng. Thì người đó vô cùng biết ơn mình, sẽ rất là khó để mà bỏ mình. Bước vào trong cuộc đời đồng hành với mình thì họ thấy cuộc đời họ có ý nghĩa hơn, rộng lớn hơn, tươi đẹp hơn. Thì đó là một thứ tình cảm rất là vững chắc, rất là mạnh mẽ, rất là tráng kiện. Còn một thứ tình cảm gì mà người này ngồi canh chừng người kia, rồi ngắt nhéo, rồi quăng rác, rồi gài bẫy, rồi lên án buộc tội, thì mình biết nó rất là độc hại. Và cây tình thương nó lụng bại từ hồi nào mình không biết. Bằng mặt nhưng mà đâu có bằng lòng. Trong lòng đã có những cái suy nghĩ tiêu cực, thọ
Thậm chí một tuần như vậy nghỉ bỏ nhau không biết bao nhiêu lần, từ mấy năm trước rồi. Và cái hành động này nè, nó chỉ là giọt nước sau cùng thôi. Nó là một hành trình rất là dài. Hai bên đã không nâng đỡ được đời nhau. Và trong liên hệ mẹ con cũng vậy. Nếu mà mẹ không nâng đỡ được con thì có thể con sẽ tìm một đối tượng khác để nâng đỡ. Đối tượng thương yêu mình có lúc họ tự bay lên, nhưng mà vì là con người, nó cũng có những cái bóng đen, những cái giới hạn, những con quái thú trong lòng. Họ không tự bay lên được thì mình góp sức cho họ bay lên, thì mình là người có công với họ, thì mình sẽ trở thành ân nhân trong cuộc đời của họ. Họ sẽ biết ơn mình, họ sẽ đi theo mình, dù là mình cũng có những yếu kém, dù là cuộc tình này rất là gian nan, gian truân, nhưng mà họ quyết đi theo mình tại vì mình là ân nghĩa của họ. Thành ra cụ Nguyễn Du nói rằng là trong liên hệ tình cảm là 10 phân vẹn 10, là phải có thủy có chung, là phải có tình có nghĩa với nhau. Tình là đem tới những cảm xúc cho nhau, hợp nhau, khoái nhau, thích nhau, nhưng mà chưa có đủ, phải có nghĩa nữa, phải hy sinh cho nhau, phải nâng đỡ cuộc đời nhau lên. Đó là chất liệu của hỷ, mudita. Và chất liệu cuối cùng là xả, từ bi hỷ xả. Không phải đi tu mới có từ bi hỷ xả, mà yêu thương nhau cũng phải có từ bi hỷ xả. Chỉ có cái từ bi hỷ xả của một người chuyên tu thì nó đạt tới cái mức tuyệt đối vô lượng tâm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Còn mình gọi là tiểu từ, tiểu bi, tiểu hỷ, tiểu xả. Nhưng mà phải trên cái tính chất đó. Xả có nghĩa là không chấp nhất những cái lầm lỡ, những cái khuyết điểm, những cái yếu kém của người kia. Quên đi, bỏ qua, buông xả, tha thứ. Trong bài hát Hãy Yêu Nhau Đi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết là trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Đó là điều kỳ diệu của trái tim, mà có thể chúng ta chưa phát huy hết cái giá trị đặc biệt đó. Chúng ta để cho sự tự ái lên ngôi rồi quyết định. Chúng ta để cho những con quái thú trong lòng khống chế những tổn thương, mà nhiều khi những tổn thương là có sẵn trước khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình, do cha mẹ gây ra, do môi trường đưa tới, chứ đâu phải hoàn toàn tại người kia đâu. Và mình lấy cái vết thương này để mình xài, mình sống chung, mình đồng nhất, rồi mình không chấp nhận được những yếu kém, hay đơn giản chỉ là người kia không có phục tùng mình, không làm theo ý của mình, rồi mình tuyên bố bỏ người đó. Chứ ước gì mình sử dụng được cái the best, cái tốt nhất của con người của mình. Con người của mình lúc bình an, thơ thới, hay lắm. Chấp nhận hết những cái khó khăn xảy ra, những điều bất như ý của người kia, độc đáo lắm. Thậm chí có những lúc là mình chứa một lúc rất là nhiều người tồi tệ mà vẫn ổn. Trái tim mình nó lớn, cái dung lượng trái tim nó trở nên lớn. Nhưng mà mình làm ăn làm sao? Mình nói mình thành công, mình thành đạt kiểu gì đó, mà càng ngày trái tim nó thu lại còn chút xíu, đúng chút là giận, đúng chút là phản ứng. Chỉ có đòi hỏi, chỉ có mắc mỏ, chỉ có lên án, chỉ có phê bình thôi. Dù là mình được gọi là kẻ thành công, nhưng mà thành công ở ngoài kia, nhưng thất bại ở trong này. Kẻ thất bại trong tình cảm, kẻ không thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn được, và đó cũng là kẻ thất bại với chính mình. Biết rằng nếu tha thứ thì tình trạng sẽ được cứu vãn, biết rằng tha thứ thì làm cho người kia phục và thay đổi, mình không tha thứ được. Tại vì muốn tha thứ thì trái tim nó phải lớn. Làm sao có cái chuyện lấy bằng tiến sĩ ra mà trái tim nó lớn được? Làm gì có cái chuyện lấy cái quyền lực tối cao, có một vị trí lãnh đạo nào đó trong doanh nghiệp, CEO chẳng hạn,
mà hô biến trái tim rộng lớn đi, phải không? Làm gì có chuyện bỏ rất nhiều tiền trong trương mục mà làm cho trái tim rộng lớn được. Mà nhiều khi chính vì những cái thứ kia nó thành công dữ dội mà trong này nó lụng bại, nó nghèo nàn. Vậy thôi, đừng có yếu, hả? Đừng có thương ai hết. Ví dụ đừng có, đừng lỡ thương ai đi. Còn thương thì phải có trách nhiệm chứ. Thương là phải có cái talent, tài năng thương yêu. Có bao giờ các anh chị hỏi rằng mình có tài để thương một người nào đó không? Thương mà cũng có tài nữa. Thương nó phải là bản năng tự nhiên chứ. Ừ, thương thì là bản năng tự nhiên, nhưng đó chỉ là một cơn cảm xúc ưa thích thôi, chứ nó chưa phải là cái nghĩa đích thực của tình thương. Nó chỉ là love chứ không phải là true love. True love là nó phải có từ bi, hỷ và xả, phải có hiến tặng, sớt chia, tùy hỷ, nâng đỡ và tha thứ, buông xả cho nhau. Nếu mà nói tôi không thể tha thứ được thì đừng có thương ai hết, ha. Không thể tha thứ được cho người khác, không thể tha thứ được cho người này thì cũng sẽ không thể tha thứ được cho ai đâu. Đây là một bài toán rất là khó. Đáng lẽ chúng ta phải tốt nghiệp cái này trước, trước khi tốt nghiệp những thứ khác chứ, phải không? Mấy chục năm trời cứ lo lấy bằng không, học như con mọt sách lý thuyết. Mấy chục năm trời chỉ lo đi kiếm tiền không, bỗng dưng một ngày đẹp trời đòi thương người ta. Có gì đâu thương. Bộ tưởng đẹp là thương được à? Bộ tưởng đẹp là có tất cả. Bộ tưởng có quyền, có tiền là có tất cả. Vậy thì chúng ta nếu thấy mình không có khả năng thương thì cắn răng chịu đựng vậy, nhịn nhục vậy. Chứ còn thương là nó đòi hỏi phải có những cái đó nó mới bền vững. Chứ còn làm một cái tâm hồn tổn thương thì tội lắm. Nhưng mà trên cái con đường khám phá về tâm lý, tâm hồn con người thì các bậc thánh, các bậc hiền đức, các bậc giác ngộ và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tiếp thu, học hỏi, lắng nghe được tuệ giác của những vị ấy, đã viết xuống cái câu là trái tim có thể làm được một điều đặc biệt. Bạn phải tin vào quyền lực của trái tim. Đó là một cái nơi để bạn có thể quay về nương náu. Và nếu bạn quay về đủ, dành nhiều thời gian để chăm sóc lại tâm hồn của mình, rèn luyện lại bản thân mình, sắp xếp một cái cuộc sống mà trong đó mình có được rất nhiều thời gian để dành cho bản thân, tu thân, gọi rửa bản thân. Sau khi người đó than thở, người đó gầm rú là mình đã làm khổ họ, thậm chí họ bắt đầu có mầm mống muốn rời bỏ mình hay là tuyên bố sẽ chia tay mình, thì thay vì mình lao theo người đó để cố gắng được lòng, để chinh phục, để than khóc, hoặc là mình sẽ đáp trả làm cho người đó khổ như mình, thì hãy thử để cái nỗi khổ đó qua một bên mà quay về nuôi dưỡng lại tâm hồn, làm cho mình trở nên bình thường trở lại, không bị cảm xúc tiêu cực khống chế, không để cho sự tự ái lên ngôi. Mình trả mình về với 5 năm, 10 năm trước của một cái người đầy tự do, đầy nhẹ nhàng, đầy dễ thương, thì có thể mình sẽ chấp nhận được người đó, có thể mình sẽ buông xả được những cái lầm lỡ, yếu kém của người đó. Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Nó quên được nếu mà mình biết cách luyện tập. Còn mình ra lệnh thì nó không thể nghe lệnh mình được. Mình đừng tưởng rằng là mình sẽ không bao giờ quên được cái nhát dao này, cái đòn chí mạng này. Không, cái lúc bạn yếu đó, bạn chưa luyện tập thật sự đó, thì trái tim bạn nó nghĩ như vậy, bạn nghĩ như vậy. Nhưng khi bạn nâng cái trình độ nhận thức mình lên, bạn mở rộng dung lượng trái tim của bạn ra, bạn lớn hơn, thì bạn chấp nhận được.
Và nếu mà người nào làm tổn thương mình thì mình bỏ người đó thì chắc là không có ai sống với mình được đâu. Không có ai có thể đồng hành với mình trong cuộc đời. Trừ phi bên kia quá quắt, bên kia khủng khiếp, mà ai nhìn thấy cũng thừa nhận như vậy. Họ không còn thương mình nữa, họ chẳng coi mình ra gì, liên tục làm khổ mình, thì mình đành phải bỏ cuộc. Nhưng đó là giải pháp thấp nhất, tệ nhất. Hãy cố gắng phát huy hết cái năng lực của trái tim. Bây giờ mời chúng thưởng thức bài hát Để Gió Cuốn Đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mời quý vị cho tràng pháo tay. Khi mà mình sống trong đời sống
là mình có sẵn một cái tấm lòng rộng lượng, bao dung, không có chấp nhất, không có đòi hỏi, nếu không muốn nói là cao thượng, cho đi nhiều hơn là nhận lại. Tại vì mình sống không phải chỉ để tìm một người phục tùng cho mình, phục tùng cảm xúc cho mình. Mình sống là để ban rải tình thương. Và cái người đó có nhân duyên, có may mắn nhận được nhiều hơn những người khác. Không có nghĩa là mình có một lúc có nhiều người ha, mà mình cho cha mẹ, anh chị em, dòng họ, xóm làng, quê hương đất nước một cách không có điều kiện, hoặc là rất ít những điều kiện. Mình đang cần những đối tượng để mình cho, để mình thực hiện cái thiên chức của con người, đó là được sống trong cái lòng từ ái, bao dung độ lượng. Thì một cái người mà thương người khác mà ít có đòi hỏi, ít có điều kiện, hoặc là không có đòi hỏi điều kiện, thì nó nhẹ vô cùng. Một cái liên hệ tình cảm mà hai bên coi nhau như hai người bạn rất thân, là tri kỷ, chỉ có tôn trọng, chỉ có nâng đỡ, chỉ có sẻ chia, mà ít có đòi hỏi người kia phải phục vụ cho mình, học hỏi làm sao mà đạt được cái trình độ đó đó, thì cái tình cảm đó nó nhẹ, nó nhẹ nhàng chứ nó không có nặng nề. Nếu tình cảm mình nó nặng nề, nó nhọc nhằn, thì mình cần phải xét lại. Có thể mình hoặc là bầu đã thiếu cố gắng chăm sóc bản thân, lao vào tình cảm. Và cái điều vô lý đó là mình muốn người kia làm cho mình hạnh phúc, mà người kia đâu có hạnh phúc đâu, hoặc là chập chờn lắm, có lúc này lúc khác. Và điều vô lý là mình nghĩ là mình sẽ làm cho người đó có hạnh phúc, tự dưng hai người gặp nhau rồi mỗi người tự bỏ rơi cuộc đời của mình để chăm sóc cuộc đời người kia, phải không? Cái vấn đề then chốt nó nằm ở chỗ đó. Chứ giá như người đã bước vào trong cuộc đời của mình thì mình vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời mình, và người kia vẫn chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của họ. Rồi hai bên đến với nhau trong những khoảnh khắc nào đó, trong những giây phút nào đó, và chỉ cần thật sự là nhúng mũi vào cuộc đời người kia khi người kia cần có một sự nâng đỡ. Khi người kia không thể cố gắng được nữa thì mình sẽ nâng đỡ. Em ngã thì anh sẽ nâng, anh ngã thì em cũng sẽ nâng. Nhưng mà đâu có ngã đâu mà anh cần em dữ vậy. Em đâu có sao đâu mà lúc nào cũng bắt anh ở cạnh bên. Em đâu có bệnh gì đâu, em đâu có thiếu tay thiếu chân gì đâu mà phải bắt anh phục tùng em dữ vậy. Để rồi từ đó, từ cái khởi điểm đó, em đã không còn mạnh mẽ vững chãi nữa, anh đã không còn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bản thân mình nữa. Đổ thừa nhau là tại vì tìm cách để lệ thuộc, dựa dẫm vào nhau. Biết tới bao giờ nhân sinh mới đi tới cái nền văn minh rằng mỗi người phải tự thương yêu, chăm sóc bản thân mình, dù là trước khi bước vào một liên hệ tình cảm, hay là đang khi thương yêu nhau mà người ta không quên tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Mỗi người tự dọn dẹp rác rến trong lòng của mình, tự quản chế, chuyển hóa những cố tật phiền não của mình. Còn nếu người kia tử tế và hào sảng thì giúp mình một tay thôi, chứ phải mình có sắc đẹp xong hay là mình có tài sản xong bắt người kia phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Làm gì có cái chuyện đó, người đó đâu phải thần thánh gì đâu. Vậy thì con người có thể đạt tới một trình độ, đó là cần có một tấm lòng để gió cũng đi, để gió cũng đi. Và cái tấm lòng này đó nó rộng lớn đó, cho nên nó bay khắp ngàn phương, để rồi người đó sẵn sàng bỏ cái tôi của mình xuống, bỏ bản ngã mình xuống, hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn mà không nói năng, dù đau lắm, buốt trái tim, nhưng mà vì mình là người thương của người đó, mình đã nhiều người ta đi tới chỗ này rồi, người ta đã rời xa cha mẹ của người ta để đến với mình rồi, mà mình cũng bỏ mặc luôn thì làm sao người ta sống nổi. Cho nên mình đã bỏ tự ái để mình có mặt bên người đó,
dù là lắng nghe thôi, chỉ cần lắng nghe thôi, không có trả lời, không có lý luận, không có ai đúng ai sai hết, chỉ cần còn có nhau trong đời, còn ngồi mặt đối mặt với nhau là còn cơ hội để giúp đỡ nhau thoát khổ. Chứ còn đúng với sai hoài mãi thì có thể sẽ đi tới chia tay nhau bất cứ lúc nào. Đúng sai đôi khi nó không còn quan trọng trong một liên hệ tình cảm. Nó phải nhường bước cho sự cảm thông, sự thấu hiểu, sự tha thứ cho nhau. Hãy nghiêng đời xuống, tức là bước xuống đi, đừng có làm ông kẻ hoài, đừng có làm vị lãnh đạo thành công một doanh nghiệp lớn hoài. Đừng có nghĩ là mình mang rất nhiều tài sản về đây mà mình cứ đóng cái vai quyền lực hoài. Nghiêng xuống, bỏ tự ái xuống, để nhìn suốt, nhìn thấu suốt, nhìn coi tại sao người thương mình trở nên như vậy. Trong đó có sự đóng góp của mình không? Mình có làm người thương mình trở nên tác tệ như vậy không? Để chỉ lặng nhìn mà không có nói gì nữa hết, dù là đau lắm, dù người đó quăng chất độc vào người mình, nhưng mà mình đón nhận hết. Tại vì sao? Vì mình thương người đó thật sự. Để buốt trái tim, để buốt trái tim. Để rồi ngày mai nếu người đó không có thương mình nữa, họ xách gói ra đi, dù là vắng bóng ai, dù là vắng bóng ai, nhưng mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì mình đã làm tròn trách nhiệm của một con người, của một kẻ tử tế. Mình đã sống chân thật, sống hết lòng. Và mai này người đó không còn ở lại trong cuộc đời mình vẫn là hạnh phúc, tại vì mình đang có một trái tim hồn hậu. Một cái người mà có từ bi hỷ xả thì cả đời ăn không hết. Người đó không có duyên với mình thì người khác sẽ hưởng, nhưng mình là cái kẻ hưởng đầu tiên. Cho nên việc trở về để tu thân, để trao dồi bản thân, để làm cho mình càng ngày càng một lớn hơn, để trở thành một con người cao thượng, không bao giờ là muộn màng, không bao giờ là vấn đề phụ cả. Nó phải luôn đặt vào vị trí hàng đầu. Trong công việc, trong lẽ sống của một con người. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.